Và câu hỏi tiếp theo con xin được kính gửi tới sư phụ Thích Quảng Thắng ạ. Cho con xin phép được đọc câu hỏi. Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, năm cũ sắp qua, năm mới sắp tới, con xin thầy lương phúc chia sẻ cho chúng con biết phải làm thế nào để có thể nhanh vãng sinh ạ. A Di Đà Phật, con xin được thỉnh thầy giải đáp cho Phật tử trong thời gian khoảng 5 phút ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Muốn nhanh vãng sinh thì chăm chỉ niệm Phật thôi. Ở đây mọi người có muốn mình mau vãng sinh không? Muốn thật không? Nếu Phật A Di Đà bây giờ hiện thân đến tiếp dẫn có đi không? Thật ra thì nếu như công phu niệm Phật của chúng ta ấy, được chín mùi thì mình ra đi lúc nào cũng được. Còn nếu như mà công phu niệm Phật của chúng ta mà chưa được chín mùi thì mình có mong muốn cũng chỉ là vọng tưởng thôi. Thế cho nên là các Phật tử chúng ta cần nhất là mình hội tụ những cái yếu tố, những cái nhân duyên, những cái điều kiện mà Đức Phật đã đưa ra. Đó là tín, nguyện và chỉ dành. Và cộng thêm nữa là chúng ta phải nghiêm túc học tập phương pháp hộ niệm. Tại vì hộ niệm là một pháp tu. Thế cho nên chúng ta là phàm phu mà. Là phàm phu thì chúng ta đi theo con đường của phàm phu tu thôi. Có nghĩa là mỗi một năm mình thấy mình có tiến bộ hơn một năm. Một tháng mình có tiến bộ hơn một tháng. Một tuần mình có tiến bộ hơn một tuần. Một ngày mình có tiến bộ hơn một ngày. Đấy là tốt lắm rồi. Nên mình đi theo con đường mà tiệm tiến thôi. Mỗi người chúng ta đều phải tự quán xét cái căn cơ của mình. Chứ mình không có cái vọng tưởng căn cơ của mình là hạ căn hạ cơ mà mình học tập theo những người mà thượng căn thượng cơ thì chúng ta làm cũng không được đâu. Thế cho nên mình đã hạ căn hạ cơ thì như lão cư sĩ Diệu Âm thường dạy chúng ta, đó là phải tập làm người hiền, rồi chăm chỉ niệm Phật, rồi chúng ta hàng ngày chúng ta nghe những cái tọa đàm mà trong đó mà mình có những cái sơ suất ở trong đó thì mình đỗ được để mình bỏ. Mà mình cứ kiên trì nỗ lực tinh tấn bền bỉ, giữ cái tâm không thoái chuyển như thế thì khi hết báo thân thì Phật sẽ tiếp dẫn nha. Nam mô A Di Đà Phật, chúng con xin thành kính tri ân công đức của sư phụ ạ.